Xin chào các bác. Nay bên cửa hàng nhà em lên sóng thông báo đến cho các bác là bên cửa hàng nhà em mới về một siêu phẩm mẫu bát 25 từ 190 côn 76, hàng cực xịn các bác nhé, hàng chính hãng của công ty. Đó là hàng chính hãng của Mary Audio. Hãng loa Mary Audio là một cái hãng rất là nổi tiếng bên Quảng Châu, Trung Quốc các bác nhé. Hãng này rất là lâu đời rồi. Đây là mẫu bát 25, có cái model sản phẩm là MA10H46D các bác nhé, Mary Audio. Đây là logo thương hiệu của công ty nhé. Đấy. Và đây là hình ảnh, đây là sản phẩm em bóc thùng trực tiếp ra các bác nhé. Đây là hình ảnh sản phẩm đây. Đây là hàng, video em quay như nào thì hàng ở ngoài như vậy luôn các bác nhé. Bên em bán hàng thì uy tín, không treo đầu dê bán thịt chó, không tâng bốc sản phẩm các bác nhé. Có như nào thì nói như vậy. Đây là bát 30, bát 25 từ 19. Đấy các bác nhé, bát 25 này từ 19 và từ nó to vật vã này các bác nhìn. Nó to gần bằng cái miệng của khung xương luôn các bác nhé. Con này thì lồi đồng cối đá rồi, đánh và uy lực luôn cho các bác. Đấy, con này công suất là 350W trở kháng 8 ohm. MA là đây là logo của công ty. Con này model này các bác nhá, MA10H46D này, Mary Audio này, ok chưa? Đấy. Hàng nhìn hàng chính hãng của công ty lớn có khác, nhìn cái mẫu bát này chất như nước cất luôn các bác nhá. Tiền nào thì hàng đấy. Đây này, đây là khung xương này, khung xương rất là hầm hố các bác này. Đó, khung xương của nó như thế này, có những xương nhôm các nhá. Hàng chính hãng của công ty nên có số sơ đi để vàng luôn này. Đấy. Màng ở dưới hơi sần các bác nhé. Con này cho các bác lên thùng để đánh gọi là bạo lực luôn. Cọc chạm đồng các bác nhé. Đây, vàng này. Ok cho các bác. Đây em này. Em này. Đây các bác nhé. Con này từ 190 này các bác nhìn này, từ này. Từ siêu dày luôn. Dày vật vã luôn, kẹp lỗ bích thép màu đen. Từ dày và bích dày, con này côn 76 nhện màu vàng. Đấy. Những cái loại hàng cao cấp để dây điện bọc từ ngoài vào trong các bác nhé, nhìn thấy chưa? Đó. Xịn sò thật đấy. Đấy, đây là hàng mới về các bác nhá. Và con này các bác nhìn này, ở đây em có quẳng vài mảnh giấy lên để tí nữa test nhạc cho các bác. Gân vải tẩm dầu 2 gân các bác nhá, màng đen và nón đen. Màng con này là màng phủ keo bóng chống nước nhá, phủ keo bóng chống nước. Quá là xịn luôn. Thôi nhưng bây giờ không để các bác đợi lâu nữa, quay trở lại em test nhạc. Và cuối video em báo giá cho các bác nhá. Các bác cùng nghe nhé, đây là em đang test trực tiếp ở ngoài. Khi các bác mua về các bác lên thùng này, có bát chét phân tần nó cộng hưởng lên rất hay, đánh uy lực hơn. Đây là test chất âm thực tế các bác nhé. Tiếng con này sáng các bác nhé, trống sâu. Thôi nhé, em xin dừng nhạc. Vừa rồi là em có test một đoạn nhạc ngắn cho các bác xem. Báo giá cho các bác nhé. Mỗi bát 25 từ 19 con 76 của Mary này em bán là 1.550.000 một đôi nhé. 1.550 một đôi. Đấy. Đây là hàng mới về nên là
Mua hàng các bác điện cho em vào số điện thoại 5815 và 712 các bác nhé. Đây là hai số hotline nha em. Mua hàng các bác có thể kết bạn nhắn tin qua Zalo nhé. Nhắn tin qua Zalo thì 100% tin nhắn em đều trả lời. Nhà em ship toàn quốc nhé. Thôi nha, em xin dừng video. Hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu sản phẩm lần sau nhé. Video này hay các bác nhớ ấn like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để theo dõi nhà em nhé.